Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát được tự tại thì hiện thọ thân sanh tử? Bồ Tát thành tựu 12 pháp thì được tự tại thì hiện thọ thân sanh tử. Vì thân cận bực chân thiện tri thức vậy, vì tiêu trừ ngã kiến vậy, vì trọn nên giới thân vậy, vì khéo biết nhập định xuất định vậy, vì gồm tu trí huệ phương tiện vậy, vì khéo biết thâm nhập các thần thông du hí vậy, vì như thiệt quán biết các pháp vô sanh vô khởi vậy, vì tịnh giống bổn nguyện vậy, vì thường chẳng bỏ đại từ đại bi vậy, vì biết tất cả pháp như quyển như hóa vậy, vì biết các pháp như mộng tưởng vậy, vì được tất cả gia quai thần vậy. Đây là Bồ Tát thành tựu 12 pháp không có sanh mà thị hiện thọ sanh, không có khởi mà thị hiện phát khởi, thị hiện tất cả thân sanh tử. Nơi pháp hội của tất cả chư Phật thị hiện thân mình, ở các Phật quốc độ đều thị hiện thọ sanh mà thường chẳng đồng nơi chân pháp thân. Đây là Bồ Tát được tự tại thị hiện thọ sanh tử vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát phá các quán địch trừ lìa bốn ma? Bồ Tát chuyên cần tu tập quán năm ấm như ảo quyển thì được lìa ma ngũ ấm. Vì quán các pháp tánh thanh tịnh nên lìa ma phiền não. Vì quán tất cả pháp theo duyên sanh, tánh nó chẳng thành tựu nên lìa ma chết. Vì quán tất cả pháp được duyên tạo thành là tướng vô thường bại hoại nên lìa thiên ma. Vì Bồ Tát quán các pháp như vậy nên được lìa bốn ma, tiến đến Bồ Đề trọn chẳng giải đãi. Bao nhiêu ma nghiệp chướng ngại Bồ Đề, Bồ Tát đều xa lìa cả. Sao gọi là ma nghiệp? Có tâm niệm hướng đến nhị thừa là ma nghiệp, chẳng thủ hộ Bồ Đề tâm là ma nghiệp. Với các chúng sanh có quan niệm sai khác là ma nghiệp. Nơi bố thí mong báo là ma nghiệp. Vì thọ sanh mà trì giới là ma nghiệp. Có sắc tưởng mà tu hành nhẫn nhục là ma nghiệp. Vì thế sự mà siêng tinh tiến là ma nghiệp. Nơi thiền định có ý tưởng thích ưa là ma nghiệp. Nơi huệ sanh hí luận là ma nghiệp. Nhà mỏi sanh tử là ma nghiệp. Tu các thiền căn mà chẳng hồi hướng vô thượng Bồ Đề là ma nghiệp. Chán ghét phiền não là ma nghiệp. Phạm tội phù tán là ma nghiệp. Ganh ghét chư Bồ Tát là ma nghiệp. Phỉ báng chánh pháp là ma nghiệp. Chẳng thọ học chánh pháp là ma nghiệp. Chẳng biết báo ơn là ma nghiệp. Chẳng tiến cầu các ba la mật là ma nghiệp. Chẳng kính thuần chánh pháp là ma nghiệp. Lẫn tiếc nơi pháp là ma nghiệp. Vì lợi dưỡng mà thuyết pháp là ma nghiệp. Chẳng biết phương tiện mà quá độ chúng sanh là ma nghiệp. Bỏ tứ nhiếp pháp là ma nghiệp. Khinh quỷ cấm giới là ma nghiệp. Ganh ghét người trì giới là ma nghiệp. Học hạnh nhị thừa là ma nghiệp. Hy vọng chánh dị là ma nghiệp. Bỏ lìa đại từ mà quán vô sanh là ma nghiệp. Muốn chứng pháp vô di là ma nghiệp. Nhằm lìa công đức hữu di là ma nghiệp. Chẳng thương chúng sanh là ma nghiệp. Chẳng khiêm hạ bậc tôn trưởng là ma nghiệp. Tập làm lưỡng thiệt là ma nghiệp. Vua nịnh nhiều gian là ma nghiệp. Hiển bài tịnh hành của mình là ma nghiệp. Làm ác chẳng thèn là ma nghiệp. Chẳng lưu bố chánh pháp là ma nghiệp. Lấy ít công đức làm đủ là ma nghiệp. Chẳng ngăn kiết sử là ma nghiệp. Chẳng bỏ tâm cấu là ma nghiệp. Chịu sa môn cấu là ma nghiệp. Tóm lại, nếu thân cận làm tất cả pháp bất thiện mà xa lìa tất cả thiện pháp đều là ma nghiệp cả. Đây là ma nghiệp. Người làm các nghiệp ấy thì chướng đạo Bồ Đề. Chư Bồ Tát ấy đã vượt quá, đã bỏ lìa nên có thể chánh thọ hành. Thế nào là chánh thọ hành? Bồ Tát thành tựu bốn pháp thì có thể chánh thọ hành. Một là nơi các pháp ba la mật không giải đãi thối thất hành. Hai là chẳng bỏ dục tiếng và bất phóng dật. Ba là chánh trụ trong pháp phương tiện đại từ. Bốn là nhập pháp môn thầm thâm, không có ái, không có ổ hàng. Vì Bồ Tát thành tựu bốn pháp chánh thọ hành nên có thể phá các quán địch. Đây là Bồ Tát hay phá quán địch trừ lìa bốn ma vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát trang nghiêm tư lương công đức lợi ích các chúng sanh? Bồ Tát thiện căn hồi hướng hướng đến vô thượng Bồ Đề. Nếu có thiện căn được dung trồng như bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự đều đem thí cho tất cả chúng sanh. Do thanh tịnh giới tụ nên được sức tự tại,
Dùng sức tự tại ấy, Bồ Tát tùy theo chỗ đáng ưa thích của các chúng sanh mà hóa độ họ. Do dung trồng công đức không chán nhàm nên được tay báo vô tận. Dùng bửu thủ vô tận ấy, Bồ Tát có thể bố thí chúng sanh vô lượng giàu vui. Do cầu vô biên trí huệ tư lương nên được biện tài Đà La Ni vô ngại. Dùng vô ngại Đà La Ni biện tài ấy, Bồ Tát có thể tổng trì chỗ nói của tất cả chư Phật. Bồ Tát có thể nói diệu pháp làm vui đẹp đại chúng. Do vì khéo điều thân tâm nên chẳng thối thần thông. Dùng sức các thần thông bất thối ấy, Bồ Tát có thể qua đến vô lượng cõi Phật, dùng vô số phương tiện độ nhiều chúng sanh. Do siêng cầu pháp không mỏi mệt nên được mỗi lỗ lông phát xuất vô lượng pháp môn. Dùng sức phát xuất vô lượng pháp môn, Bồ Tát có thể thường dùng pháp thí lợi ích chúng sanh. Do gồm tu huệ phương tiện ba la mật nên được trí phân thân. Dùng sức trí phân thân ấy, Bồ Tát có thể ở trong các loài nơi nơi hiện thân hóa độ quần sanh. Do thường dùng vô tướng cung kính cấp thị chư Phật nên được kiến văn không nhàm chán. Dùng sức kiến văn không chán ấy, có chúng sanh nào được thấy nghe Bồ Tát ấy thì các chúng sanh ấy dẫn đến do nơi Bồ Tát mà làm nhân đại niết bàn. Đây là Bồ Tát trang nghiêm công đức tư lương lợi ích chúng sanh. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát ở nơi thời gian không có Phật xuất thế mà có thể làm Phật sự hóa độ chúng sanh? Bồ Tát đã thành tựu Bồ Tát thập lực, đã ở trong bốn vô sở quý của Bồ Tát được tự tại, đã ở trong Bồ Tát 18 pháp bất cộng chẳng từ người khác để thọ, đã tu Như Lai lực vô sở quý pháp bất cộng, đã được du hí thủ lâm nghiêm tam muội, đã ở nơi bốn biện tài được trí lực tự tại, đã ở trong Phật pháp được quán đảnh chánh gì, ở đời tất cả Bồ Tát hành được thần lực kế thứ Phật. Nếu Bồ Tát thành tựu các pháp như vậy, chúng sanh nơi các Phật độ nào đáng thấy thân Phật mà được quá độ? Nhưng Phật độ ấy nhằm thời kỳ không có Phật xuất thế, thì Bồ Tát ấy liền ở quốc độ ấy thị hiện thời gian nhập thai, sơ sanh, xuất gia, thị hiện thời gian ngồi đạo tràng, chuyển pháp luân, thị hiện xả thọ mạng, đến thời gian nhập niết bàn, cũng có thể thị hiện đại bát niết bàn, cũng thị hiện pháp trụ thời tiết lâu mau, cũng còn chẳng bỏ Bồ Tát pháp hành, cũng chẳng dùng chỗ được quá độ lấy đó làm đầy đủ. Đây là Bồ Tát lúc thế gian không có Phật có thể làm Phật sự giáo hóa chúng sanh. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát nhập hải ấn tam muội có thể biết tâm hành của tất cả chúng sanh? Bồ Tát đa văn như biển thành tựu huệ tụ, thường xuyên cầu pháp. Vì nghe pháp mà Bồ Tát có thể xả thí hết chân bửu kho tàng. Vì nghe pháp mà Bồ Tát có thể xả thí hết tôi tớ, kẻ sai sử, vợ con, quyến thuộc. Vì nghe pháp mà Bồ Tát xả thí những món trang sức trên thân và nhà cửa. Vì nghe pháp mà Bồ Tát có thể hạ mình hầu hạ chịu sự sai khiến. Vì nghe pháp mà Bồ Tát bỏ ngôi cao sang cả nước cho đến xả thân mạng mình. Bồ Tát dùng vô số phương tiện xuyên cầu pháp môn như vậy mà chẳng cậy sở hành. Vì nghe pháp mà Bồ Tát đi đến một do tuần hoặc trăm do tuần. Vì nghe một bài kệ bốn câu để thọ trì độc tụng rộng vì người giải nói mà chẳng bỏ tinh tiếng ấy. Bồ Tát này tự thành tựu đa văn, với tất cả chúng sanh phát tâm đại bi tâm, không ái nhiễm tâm, chẳng mong báo đáp mà vì họ thuyết pháp, dẫn đến không khinh rẻ một chúng sanh, thuyết pháp một ngày đến bảy ngày, không quan niệm ăn uống cho đến mạng chung cũng không bỏ thuyết pháp, đem thiền căn thuyết pháp hồi hướng hải ấn tam muội, tùy pháp được nghe thọ trì độc tụng thông thạo, khéo biết nghĩa thú, chẳng y dựa văn tự chân thiệt kiên trì, trọn đời chẳng bỏ. Bồ Tát phát đại nguyện tinh tấn, dùng sức đại nguyện tinh tiến ấy, chẳng bao lâu bèn được hải ấn tam muội. Được tam muội này rồi thì được tự nhiên vô lượng A Tăng Kỳ trăm ngàn vạn pháp môn, được vô lượng A Tăng Kỳ trăm ngàn vạn ức Tu Đa La, chẳng nghe nơi người mà tự nhiên có thể diễn nói. Pháp của tất cả chư Phật nói đều có thể thọ trì, có thể rõ biết tâm hành của tất cả chúng sanh. Dụ như Diêm Phù Đề, tất cả chúng sanh thân và những hình sắc cảnh ngoài đều có ấn tượng trong đại hải, vì vậy mà gọi đại hải là ấn. Cũng vậy, Bồ Tát được hải ấn tam muội rồi có thể phân biệt thấy tâm hành tất cả chúng sanh, nơi tất cả pháp môn đều được huệ sáng tỏ. Đây là Bồ Tát được hải ấn tam muội
thấy tâm hành cảnh giới của tất cả chúng sanh vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát biết các trần giới vô ngại? Do nhãn không nên Bồ Tát biết sắc cũng không, do sắc ly nên biết nhãn cũng ly, do nhĩ tỷ thiệt thân và ý không nên Bồ Tát biết thanh hương vị xúc và pháp cũng không, do thanh hương vị xúc và pháp ly nên biết nhãn nhĩ tỷ thiệt thân và ý cũng ly. Bồ Tát như thiệt biết không tánh ly tánh, nơi nội pháp và ngoại pháp không có chướng ngại. Bồ Tát vì biết các kiết sử bổn tánh tịnh thì không phát khởi các sử. Nơi tất cả pháp không có tham trước, Bồ Tát chẳng thấy các pháp có chỗ trước, cách trước và ai trước. Đây là Bồ Tát biết rõ trần giới vô ngại vậy. Này hư không tạng, thế nào là Bồ Tát quay ghi hạnh thành tựu, lìa các tối tâm, được ánh sáng thù thắng, ở trong các pháp được tự nhiên trí, mau được thành tựu nhất thiết trí hạnh? Bồ Tát phát khởi chỗ làm tu tập chánh hạnh các nghiệp đều được Như Lai hứa khả, người trí khen ngợi. Đó là các nghiệp nơi thân, khẩu và ý. Do hành các chánh hạnh nghiệp ấy nên vui đẹp chư Phật và chư hiền thánh, các bậc thiền tri thức. Những nghiệp hạnh được làm không ai có thể chê trách, là tối thắng vô thường vô đẳng, không ai có thể phá tổn nghiệp hạnh của Bồ Tát ấy. Nơi các nghiệp hạnh đã làm, Bồ Tát ấy tròn không thối hối. Các nghiệp được làm chẳng xen tạp ngu si, các nghiệp được làm đều có thể xem thấy biết rõ. Các nghiệp được làm trọn chẳng động chuyển, các nghiệp được làm đều cứu cánh lành tốt. Bồ Tát ấy biết các nghiệp được làm chẳng phải do kiêu mạn, là trí huệ làm, chẳng phải do ngu si. Bồ Tát ấy làm các thiện nghiệp như vậy thì tất cả tam muội môn, tất cả đà la ni môn đều hiện ra, chẳng từ người khác nghe. Bồ Tát ấy hoặc thấy chư Phật hoặc chẳng thấy chư Phật, trọn chẳng thối chuyển các thiện căn trợ bồ đề đạo. Hoặc gặp thiện tri thức thích ý, hoặc gặp thiện tri thức chẳng thích ý, cũng chẳng thối chuyển pháp bồ đề. Bồ Tát ấy qua khỏi tất cả bậc chướng ngại, lìa tất cả ma kiết sử, tu ba môn giải thoát. Do sức Bát Nhã Ba La Mật nên mau được Phật đạo, tự nhiên đạo, nhất thiết chí đạo, Như Lai đạo. Đây là Bồ Tát quay nghi hạnh thành tựu, lìa các tối tâm được quang minh thù thắng, ở trong các pháp được tự nhiên trí, mau được thành tựu nhất thiết trí hạnh. Muốn tuyên lại nghĩa ấy, Đức Thế Tôn nói kệ rằng: đã lìa lỗi vô ngại, huệ công đức trang nghiêm, Bồ Tát lìa trước tướng, hồi hướng đạo vô thường, bỏ ngã mạn kiêu mạn, Bồ Tát trang nghiêm trí, vô chướng ngại giải thoát, đầy đủ nhất thiết trí, chẳng sắc chẳng chủng tánh, niệm Phật chẳng công đức, thường nhớ tưởng pháp thân. Niệm này Phật hứa khả, ly dục tánh tịch tỉnh, chẳng tướng chẳng sáng tối, không tâm không ý hành. Đây gọi là niệm pháp. Thánh vô di không ái, không các phiền não nhiễm, do giải thoát được tên, gọi niệm tăng vô ngại. Đã bỏ tất cả thọ, không ấm giới nhập hành, giải thoát các động niệm, gọi cứu cánh niệm xả. Chẳng dựa vô lậu giới, chẳng hành thân khẩu ý, chẳng sanh quá ba cõi, gọi niệm vô lậu giới. Như trời sạch không dơ, trời đau xuất quán đảnh, ghi nhớ nghiệp báo mình, sẽ làm trời trong trời. Trì chánh pháp của Phật, bỏ lìa các phiền não, giải thoát pháp phi pháp, là trì chánh pháp Phật. Như Phật đắc đạo tướng, thọ trì pháp cũng vậy, khéo tư duy chân tế, không pháp nhiếp trì được. Như tánh ngã thanh tịnh, tánh các pháp cũng tịnh, biết chúng sanh tướng như mà giáo hóa chúng sanh, chẳng thấy chúng sanh tăng, chẳng thấy chúng sanh giảm, vậy dứt tưởng điên đảo, giáo hóa vô lượng chúng. Nói các ấm giới nhập, chẳng khác với Phật giới. Biết như hư không tánh, thì nhập vào Phật giới. Ngôn ngữ các văn tự, dường như gian ứng tiếng. Biết chẳng nội, chẳng ngoại, liền được Đà La Đi. Thọ trì độc tụng thạo, tiếng cầu nói các pháp, thông quan niệm ngã pháp, an trụ Đà La Ni. Trì pháp được Phật nói, khéo nói vui đại chúng, chẳng mất các thiền định, là sức Đà La Ni. Chẳng trì, chẳng tùng văn, chẳng tích tập các pháp, thường thuyết pháp vô ngại, như rồng tuôn mưa lớn, không trụ, không chướng ngại, nói vô lượng khế kinh, chẳng quan niệm chúng sanh, người trí được biện tài. Do Phật lực thuyết pháp, trang nghiêm quay nghi mình, tùy sở thích đại chúng, biện tài này Phật hứa,
Người biết pháp thiệt tánh, bình đẳng như hư không, không ngã nhân thọ mạng, trì Phật pháp như vậy, chúng sanh đồng niết bàn. Cứu cánh bất sanh diệt, được trí bất động này, đây là bất phóng vật. Thấy các ấm như quyển, các giới như pháp tánh, lục nhập duyên sanh rỗng, được lìa ma ngũ ấm, kiết sử như mây nổi, cứu cánh không hòa hiệp. Nơi pháp không vọng tưởng, lìa được phiền não ma, biết chúng sanh chẳng sanh, vô sanh thì vô diệt, các pháp không khứ lai, như vậy quá tử ma. Người không ái không động, hành đạo không tưởng đạo, hành bi không ngã nhân, thì hàng phục chúng ma. Biết trí thức bình đẳng, chẳng trụ di vô di, biết chúng sanh tâm như quyển, tâm khỏe không phá được, đây kia không chướng ngại, thành tựu thắng pháp thuyền, đưa chúng không tưởng chúng, gọi là đại thuyền sư. Biết không không có ngã, sạch sanh tử khác ái, dìu dắt đưa chúng sanh, gọi là đại đạo sư. Khéo biết tướng tiến thoái, tùy pháp mà y chỉ, phương tiện hiện niết bàn, Phật nói thiền đạo sư. Biết tâm tâm tương tục, hai tâm chẳng cộng chung, gọi là biết tâm tánh. Phật khen hay hộ chúng, biết các pháp tánh tịnh, như không trăng trong nước, người biết lìa phiền não, gọi là tịnh chúng sanh. Biết một biết tất cả, biết các pháp như mộng, hư không chẳng lấy được, đắc đạo không nhiễm ô. Lúc Đức Phật nói môn phân biệt các pháp ấy, có 72 na do tha chúng sanh phát tâm vô thượng bồ đề, 32.000 bồ tát được vô sanh pháp nhẫn. Nhà đại bửu trang nghiêm đường chấn động sáu cách, ánh sáng lớn chiếu khắp chư thiên ở trên không, đổi trăm ngàn kỹ nhạc mưa các thứ qua trời, và đồng thanh nói rằng: các chúng sanh ấy được ấn Như Lai ấn cho, đã vào trong pháp Như Lai nghe pháp môn ấy, được tịnh tính giải thọ trì thông thạo, có thể diễn nói cho mọi người và như pháp tu hành. Chư thiên bạch Đức Phật rằng: bạch Đức Thế Tôn, tất cả chúng tôi hướng về Phật độ này, thâm tâm cúng dường cung kính lễ lại, vì Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri xuất thế vậy. Chúng tôi nghe nói pháp môn phương tiện ấy, và thấy chư Bồ Tát ở quốc độ này. Hư không tạng Bồ Tát nghe Đức Phật giải nói rồi, tâm tịnh hoan hỷ. Tâm tịnh hoan hỷ rồi, đem màn báo vô giá cúng dường Đức Phật. Trong màn báo phóng ánh sáng lớn chiếu mười phương chư Phật quốc độ. Cúng dường rồi, hư không tạng đại Bồ Tát bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, thiệt là chưa từng có Như Lai vô ngại trí thầm thâm khó hiểu như vậy. Đức Như Lai ứng cúng chánh biến tri như pháp môn được nghe, Đức Phật dùng vô ngại trí như thiệt giải nói, tất cả đại chúng đều được hoan hỷ. Lúc bấy giờ trong đại chúng có một Bồ Tát hiệu là Tốc Biện, liền từ tòa ngồi đứng dậy, trịch y giai hữu, gối hữu chấm đất, cung kính chắp tay bạch rằng: bạch Đức Thế Tôn, hư không tạng Bồ Tát này có nhân duyên gì mà tên là hư không tạng? Đức Phật nói: này Tốc Biện, như đại phú trưởng giả, có dân chúng đông, kho tàng vô lượng, của báo đầy dẫy, hay làm việc bố thí, tâm không lẫn tiếc. Lúc làm việc bố thí, nếu người nghèo cùng đến, thì tùy ý họ cần dùng, trưởng giả khai kho báo lớn, đều có thể cấp cho cả. Các người xin kia đều được dự ý. Trưởng giả ấy bố thí rồi, trong lòng vui mừng, không hối tiếc. Cũng vậy, hư không tạng Bồ Tát, vì thường làm công đức thành tựu phương tiện lực, hồi hướng, vì giới thân thiện thanh tịnh, vì được thành tựu thần túc lực, vì thuần chí cứu cánh thiện thanh tịnh, vì sở nguyện tăng ích thành tựu, vì biết tất cả pháp như ảo quá, vì được Như Lai thần túc lực, nên ở trong hư không tùy chúng sanh cần dùng, hoặc pháp hoặc tài đều có thể thí cho, đều làm cho hoan hỷ. Vì đại sĩ ấy chứng phương tiện trí như vậy, nên gọi tên là hư không tạng. Còn nữa, này Tất Biện, quá khứ vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, lại quá vô lượng A Tăng Kỳ Kiếp, bất khả tư nghị, bất khả xưng, bất khả lượng, bất khả toán số kiếp. Lúc bấy giờ có Phật xuất thế, hiệu là Phổ Quang Minh Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh hành túc, thiền thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Thế giới tên Đại Dân Thanh Tịnh, kiếp tên Hư Không Tịnh. Thế giới đại dân thanh tịnh ấy thạnh vượng đầy đủ an ổn khoái lạc, hàng trời người đông đúc, mặt đất bằng phẳng, không có những cát sỏi gai gốc,
dây báo văn thành khu, thành đường, trang nghiêm, với nhiều thứ châu báu du nhuyễn như thiên y. Hoa vàng diêm phù đàn trải khắp mặt đất, lẫn xen các châu báu. Chúng sanh trong thế giới đại dân thanh tịnh ấy không có phân biệt thượng trung hạ. Trời và người đồng đẳng như trời đâu xuất. Trong thế giới ấy không có tụ lạc thôn ấp. Tất cả hàng trời người đều ở lâu đài báo đẹp. Lầu cát của người ở mặt đất, cung điện chư thiên ở hư không. Chỉ có thế này là khác. Đức Phổ Quang Minh Vương Như Lai thọ 16 trung kiếp. Dùng Bồ Tát làm tăng, có 16 na do tha chúng đều được thần thông du hí, đều được tự tại nơi Bồ Tát hạnh. Lúc ấy ở giữa đại thiên thế giới đại dân thanh tịnh ấy, có một tứ thiên hạ tên là Nhật Minh. Đức Phật Phổ Quang Minh Vương Như Lai thành vô thượng chánh giác tại nơi ấy, rồi làm Phật sự khắp cõi đại thiên. Trong tứ thiên hạ Nhật Minh có Chuyển Luân Thánh Vương tên Công Đức Trang Nghiêm, trị cả tứ thiên hạ, thành tựu đủ bãi báo. Trong Nhật Minh tứ thiên hạ, Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm xây đài bãi báo, từ đông sang tây rộng 8 do tuần, từ nam đến bắc rộng 4 do tuần. Vòng quanh bửu đài có 500 khu vườn nhà. Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm có 33 vạn 6.000 cung nhân thể nữ xinh đẹp lộng lẫy như ngọc nữ cõi trời. Có 4 vạn đồng tử đoan chánh dũng kiện, đều riêng có sức khỏe bằng nửa Na La Diên. Thánh Vương ấy cùng các đồng tử thể nữ quyến thuộc đồng đến vườn Đại Lạc Trang Nghiêm dạo chơi, trỗi nhạc ca vũ để tự vui. Trong chúng ấy có 2 đại phu nhân tên là Đức Quai và Đức Quang rời chỗ đến dưới một cội cây ngồi tư duy các hành vô thường. Lúc đương tư duy, trên gối mỗi phu nhân có một con trai quá sanh. 2 trẻ nhỏ ấy thân hình xinh tốt đoan nghiêm, thành tựu sắc thân vi diệu đệ nhất, người thấy không chán. Trên thân phóng ánh sáng lớn chiếu khắp khu vườn. Trên không chư thiên sướng rằng: 2 đồng tử này, một người tên là Sư Tử, một người tên là Sư Tử Tiến. Do đó mà mọi người gọi tên 2 đồng tử ấy là Sư Tử và Sư Tử Tiến. Quá sanh chẳng bao lâu, 2 đồng tử ấy nói kệ khen Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm rằng: xưa tạo thiện ác chẳng hư mất, cúng dường chư Phật cũng chẳng mất, thuần chí chẳng bỏ tâm Bồ Đề, kiên trì chỗ nghe chẳng quên trí, điều phục tự gìn chẳng mất giới, nhẫn nhục nhu hòa khéo phòng hộ. Người hay báo ơn tạo nghiệp lành, hay siêng tinh tiến chẳng mất đạo, khéo hay chuyên tâm định các căn, tâm hay phân biệt tư duy huệ, do trí hay tạo nghiệp chẳng trượt. Dùng tịnh pháp ấy chứng Bồ Đề, chẳng bị phiền não làm nhiễm trước, khéo hay phân biệt các nghĩa thú, vì vậy bỏ được thân thọ thai, quá sanh trong hoa sen thanh tịnh. Chúng tôi từ Phật Thượng Y Dương nghe Phật Phổ Quang Minh Vương này trí huệ vô đẳng chẳng nghĩ bàn, vì pháp nên đến thế giới đây, mong cùng phụ vương đến chỗ Phật lễ bái cúng dường đại pháp vương. Chư Phật Thế Tôn rất khó gặp, cũng như Hoa Ưu Đàm Bát La. Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm nghe lời nói của 2 đồng tử rất vừa ý. Cả đại chúng đồng quan hỷ, cùng vây quanh Thánh Vương số đến 100.000 vạn, đồng đến chỗ Đức Phật Phổ Quang Minh Vương, đem các thứ hoa hương vi diệu, các chuỗi ngọc trân châu và các thứ kỹ nhạc cúng dường lễ lại, hữu nhiễu 7 vòng, rồi chắp tay cung kính đứng nơi trước. Lúc ấy Sư Tử và Sư Tử Tiến đảnh lễ chân Phật, dùng miệng úp lên chân Phật mà nói lời khen ngợi khéo thuận pháp nghĩa. Phật là nhà, là chỗ dựa nương, khai sáng lớn cho đời tối tâm, biết rõ tâm hành của chúng sanh, tùy chúng tin ưa làm vui đẹp. Nay đại dương này cậy ngôi vua, tham sắc thanh hương vị xúc pháp, vì vậy chẳng chịu đến chỗ Phật, mất sự cúng dường chẳng nghe pháp. Lành thay Thế Tôn phát đại bi, xin nói pháp Bồ Đề vô thượng, khiến đại dương này phát đạo tâm, kiên cố bất thối nơi Phật trí. Nghe lời thỉnh cầu của 2 đồng tử, Đức Phổ Quang Minh Như Lai dũng thân lên hư không cao 80 cây đa la. Đức Phật ở hư không nói kệ bảo Thánh Vương Công Đức Trang Nghiêm rằng: này nhân vương, nên chí tâm nghe, nghe rồi y pháp mà phụng hành. Ngũ dục vô thường dù như mộng, mạng người như lửa cỏ sương mai, vua và nước thành như ảo quá, vì vậy người trí chẳng nên tham. Quen ham dục lạc không nhàm đủ,
quen dục càng thêm lòng khát ái. Tham dục chưa đủ mà mạng chung, chỉ người được thánh trí mới đủ. Vua nên khéo thuận quán thân mình, ngũ ấm như quyển chẳng kiên cố, tứ đại kia như bốn rắn độc, sáu căn không thiệt như khối rỗng. Vợ con trơn bửu và ngôi vua, lúc vua lâm chung không ai theo. Chỉ có giới thí bất phóng vật, đời này đời sau làm bạn lữ, xem Phật thần thông lực vô quý. Dùng các tướng hảo trang nghiêm thân, thuyết pháp dạy chúng hàng đệ tử. Vì vậy vua nên phát đạo tâm. Nghe Đức Phật nói xong, Thánh Dương cùng vợ con nguyến thuộc 76.000 ức người đều rất vui mừng, đồng phát tâm vô thượng bồ đề rằng: Này chúng tôi phát đạo tâm thệ cứu độ tất cả chúng sanh. Vì chúng sanh chúng tôi tu diệu hạnh, lúc thành Phật rồi sẽ độ thoát họ. Thánh Dương công đức trang nghiêm, nghe Đức Phật Phổ Quang Minh Dương nói pháp và thấy thần biến rồi, càng thêm kiên cố tâm bồ đề. Vua đảnh lễ chân Phật bạch rằng: Ngưỡng mong Đức Thế Tôn và Bồ Tát đệ tử thọ tôi thỉnh cúng dường suốt 84.000 năm những y phục, món uống ăn, giường nệm, thuốc men và tất cả vật cần dùng. Đức Phật cùng đại chúng vì thương mến vua nên thọ thỉnh. Thánh Dương công đức trang nghiêm biết Phật đã thọ thỉnh, vui mừng hớn hở, đảnh lễ hữu nhiễu rồi lui về. Hai dương tử sư tử và sư tử tiến cùng hai dạng dương tử bỏ giàu sang thế tục, đồng ở trong Phật pháp, xuất gia tu hành, chuyên cần tinh tiến, thích cầu pháp lành. Xuất gia chẳng lâu, sư tử và sư tử tiến được ngũ thần thông kiên cố bất thối. Biết hai người này đã được ngũ thần thông, Đức Phật gia hộ quái thần cho hai người này thường vì chúng sanh mà nói diệu pháp. Hai tỳ kheo ấy ở trong cõi đại thiên đại dân trang nghiêm, từ quốc độ này đến quốc độ kia, từ tứ thiên hạ này đến tứ thiên hạ kia, thuyết pháp quá độ vô lượng A Tăng Kỳ chúng sanh, khiến họ kiên cố bất thối vô thượng đại thừa. Trong 84.000 năm, Thánh Dương công đức trang nghiêm cúng dường đầy đủ cho Đức Phật và đại chúng xong, vì nghe pháp nên nhà vua cùng quần thần quyến thuộc qua đến chỗ Đức Phật. Nhà vua tự nghĩ rằng: Các dương tử con trai của ta cạo bỏ râu tóc, xuất gia tu hành, thường thọ cúng dường, mà tự mình chẳng làm việc bố thí, cũng chưa thấy được pháp hơn người. Có lẽ chúng nó nên về nhà xả của cải, bố thí tu tạo các công đức như ta đã làm để vun trồng căn lành chăng? Biết tâm niệm của Thánh Dương, Đức Phổ Quang Minh Dương Như Lai bảo sư tử tiến Bồ Tát rằng: Này sư tử tiến, ông hiện sức tự tài thần thông Bồ Tát biến hiện để khắp đại chúng được thấy nghe, trừ bỏ tà tâm, được chánh tri kiến, cũng để hàng phục các ma ngoại đạo. Vâng lời Đức Phật, sư tử tiến Bồ Tát liền nhập định hiện ra các cảnh tượng như vậy. Cả đại thiên thế giới đại dân trang nghiêm chấn động sáu cách, trên không mưa xuống các thứ vật vi diệu, những là các thứ hoa hương, hương bột, hương xoa, lọng lụa, tràng phan, trỗi các thứ kỹ nhạc, những món ăn uống ngon lành, những y phục đẹp quý, những chuỗi ngọc, những chân bửu đều từ trên không mưa xuống. Mưa châu báu như vậy đầy cả cõi đại thiên. Tất cả chúng sanh được sự chưa từng có đều rất vui mừng. Địa thần chư thiên đến trời sát cứu cánh, hớn hở mừng vui, đồng thanh sướng rằng: Đại Bồ Tát này nên gọi tên là Hư Không Tạng. Tại sao? Vì từ trên không có thể mưa xuống vô lượng trân bửu sung túc khắp tất cả. Đức Phổ Quang Minh Dương Như Lai liền ấn cả lời sướng của chư thiên, gọi sư tử tiến là Hư Không Tạng. Thánh Dương công đức trang nghiêm thấy sư tử tiến hiện vô lượng thần biến như vậy, trong lòng kính tinh thanh tịnh, vui mừng hớn hở chưa từng có, bỏ tâm kiêu mạn, chắp tay hướng lên Đức Phật bạch rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát công đức trí huệ bèn có thể như vậy, tự nhiên mà mưa vô lượng trân bửu sung túc khắp tất cả, trọn không cùng tận. Bạch Đức Thế Tôn, người tại gia bố thí lợi ích không bao nhiêu, còn người xuất gia dùng sức thần thông bố thí không bờ mé. Người tại gia bố thí chẳng xứng ý người, giàu bố thí mà còn lẫn tiếc khổ não, còn người xuất gia bố thí có thể xứng ý người, lại không có lẫn tiếc chẳng sanh khổ não. Lúc ấy
Thánh Dương công đức trang nghiêm ra ngôi vua cho Dương Tử các ý. Rồi do tính tâm chân thiệt, cạo bỏ râu tóc ở trong Phật pháp xuất gia tu hành. Vì tăng trưởng pháp lành nên vua chuyên cần tinh tiến. Chẳng bao lâu vua tu được tứ thiền, tứ vô lượng tâm và được ngũ thần thông. Còn các ý Dương dùng chánh pháp trị nước, toàn thể nhân dân đều mến đức. Vua cũng tinh tiến, chẳng bỏ việc cúng dường Đức Phật Phổ Quang Minh Vương và đại chúng. Này Tốc Biện, thuở xa xưa ấy, Thánh Dương công đức trang nghiêm là câu lưu tôn Như Lai, Đức Thế Tôn thứ nhất trong hiện kiếp này. Còn Sư Tử Bồ Tát chính là thân ta, Phật Thích Ca Mâu Ni. Sư Tử Tiến Bồ Tát là Hư Không Tạng Bồ Tát. Vì nhân duyên, hiện thần lực từ trên không mưa xuống các loại chân báo, sung túc khắp nơi, nên từ thuở ấy luôn được tên là Hư Không Tạng. Còn các ý Dương thì nay là Di Lặc Bồ Tát. Hai dạng Dương Tử theo Phật xuất gia thuở ấy nay là chúng Bồ Tát cùng chung với Hư Không Tạng, hiện đang nghe pháp đây vậy. Còn vô lượng chúng sanh được Thánh Dương cùng các Dương Tử và quyến thuộc sau khi xuất gia giáo hóa thì hiện nay là chư Bồ Tát hành Bồ Tát đạo tại mười phương thế giới vậy. Này Tốc Biện, chư Bồ Tát phải thường thanh tịnh giới tụ tăng trưởng bổn nguyện, do đây mà tùy muốn làm việc gì thì đều có thể hoàn thành cả. Lúc bấy giờ đại hội Bồ Tát chúng khát ngưỡng muốn được thấy thần lực của Hư Không Tạng Bồ Tát và tướng mạo của Bồ Tát Hư Không Tạng thế nào. Đức Phật biết tâm niệm của đại chúng, liền bảo Hư Không Tạng Bồ Tát rằng: Này Hư Không Tạng, ông nên hiện tướng thần biến Hư Không Tạng. Hư Không Tạng Bồ Tát liền nhập xứng nhất thiết chúng sanh ý tam muội. Do sức tam muội ấy, khắp hư không trên diệu bủ trang nghiêm đường mưa xuống các thứ vật di diệu, tùy chỗ chúng sanh muốn đều cung cấp đủ cả. Đó là cần qua thì mưa qua, cần tràn qua thì mưa tràn qua, cần hương bột hương xoa thì mưa hương bột hương xoa, cần lộng lụa, cần tràng phan, cần các thứ âm nhạc, cần món trang sức, cần những chuỗi ngọc y phục, cần món uống ăn ngon, cần xe cộ kẻ tùy tùng, cần vàng bạc bảy báo vân vân. Tất cả đều tùy ý muốn cần dùng của mọi người mà mưa xuống thứ ấy.